Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 10. Chi 4. Những ma sự thuộc hành ấm. A Nan, thiện nam tử kia tu pháp Tam Ma Đề, khi tưởng ấm đã hết thì những mộng tưởng bình thường của người đó đã tiêu diệt, khi thức khi ngủ luôn luôn một thể, tỉnh giác minh rỗng lặng như hư không trong sạch, không còn những sự tưởng tiền trần thô trọng. Xem những núi sông đất liền thế gian như gương soi sáng, khi đến không dính vào đâu, khi qua không có dấu vết, rỗng chịu chiếu ứng, rõ ràng không còn tập quán cũ, chỉ một tính tinh trần. Căn nguyên của sinh diệt từ đó phơi lộ ra, thấy được 12 loài chúng sinh thập phương, rõ hết các loài. Tuy chưa thông suốt manh mối của mỗi chúng sinh, nhưng đã thấy cơ sở sinh diệt chung, giống như bóng giả mã, lớp lớp chớp nhoáng hiện ra, làm cái then chốt, phát sinh các phù căn trần, ấy thì gọi là phạm vi hành ấm. Nếu cái cội gốc của những lăng xăng, chớp nhoáng u ẩn đó, vào được tính đứng lặng bản lai, những tập khí sinh diệt bản lai dừng lại, như sóng mòi diệt hết, hóa thành nước đứng, thì gọi là hết hành ấm. Người đó thì vừa khỏi chúng sinh trượt, xét lại nguyên do, cội gốc là u ẩn vọng tưởng. A Nan nên biết, các thiện nam tử được sự nhận biết đúng đắn trong Samatha đó, chính tâm đứng lặng sáng suốt, 10 loài thiên ma không còn được dịp khuấy phá. Trong lúc nghiên cứu tinh vi cùng tột, cội gốc sinh loại, khi cội gốc sinh diệt, bản loại lộ ra, xét cái cội gốc thường chuyển động lăng xăng, cùng khắp u ẩn kia, lại móng tâm so đo chắc là tính viên nguyên, thì người đó xa vào hai cái luận vô nhân. Một là người đó thấy cái gốc không có nhân, vì cớ sao, người đó đã được cơ sở sinh diệt toàn lộ ra, nương theo 800 công đức của nhãn căn, thấy trong 8 muôn kiếp, tất cả chúng sinh đều theo dòng nghiệp báo mà xoay vần, chết nơi này, sinh nơi kia, chỉ thấy chúng sinh luân hồi trong đó, ngoài 8 muôn kiếp thì mờ mịt không thấy gì, bèn phát ra sự nhận định rằng, những loại chúng sinh thập phương trong thế gian này, trước 8 muôn kiếp, không do nhân gì mà tự có, do sự chấp trước so đo như thế, bỏ mất chính biến tri, xa lạc vào ngoài đạo, lầm mất tính bồ đề. Hai là người đó thấy cái ngọn không có nhân, vì cớ sao, người đó đã thấy cội gốc sinh diệt, biết người sinh người, rõ chim sinh chim, thấy chim quạ luôn luôn đen, chim hộc luôn luôn trắng, loài người loài trời thân vẫn đứng thẳng, các loài súc sinh thân vẫn nằm ngang. Sắc trắng không phải do tẩy mà thành, sắc đen không phải do nhuộm tạo ra, suốt 8 muôn kiếp không hề dời đổi, cho đến hết đời này cũng như vậy. Mà từ xưa đến nay, người đó không thấy gì là bồ đề, làm sao lại còn có việc thành đạo bồ đề, rồi nhận định tất cả các sự vật ngày nay đều không có nguyên nhân gì cả. Do những so đo chấp trước như thế, bỏ mất tính chính biến tri, xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ nhất, lập những luận vô nhân. A Nan, các thiện nam tử đó, trong Tam Ma Đề, chính tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không còn dịp khuấy phá. Trong lúc xét cùng cội gốc sinh loại, xét cái cội gốc thường chuyển động u ẩn kia, lại móng tâm so đo, chấp là tính viên thường, thì người ấy xa vào bốn cái luận biến thường. Một là người đó xét cùng bản tính của tâm và cảnh, cả hai đều không có nhân, tu tập biết được trong hai muôn kiếp, thập phương chúng sinh có những sự sinh diệt, đều là xoay vần, không hề tan mất, nên chấp đó là thường. Hai là người đó xét cùng cội gốc tứ đại, thấy tứ đại thường trụ, tu tập biết được trong bốn muôn kiếp, thập phương chúng sinh tuy có sinh diệt, nhưng đều có bản thể thường hằng, không hề tan mất,
nên chắc đó là thường. Ba là người đó xét cùng nguyên do bản lai của sáu căn, của sự chấp thụ thức mạt na và của các tâm, ý, ý thức. Thấy tính vẫn thường xuyên, tu tập biết được trong tám muôn kiếp, tất cả chúng sinh xoay vần không mất, bản lai là thường trụ, rồi xét tột tính không mất đó mà chấp là thường. Bốn là người đó nghĩ rằng đã hết tưởng ấm, lẽ ra không còn lưu chuyển, đứng lặng xoay vần, tư tưởng sinh diệt đã diệt hết rồi, thì trong lý tự nhiên, thành không sinh diệt. Người đó nhân tâm niệm so đo như thế mà chấp là thường. Do những sự chấp thường ấy, bỏ mất chính biển trì, đọa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ hai, lập những luận viên thường. Lại các thiện nam tử đó, trong tam ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp khuấy phá. Trong lúc xét cùng cội gốc sinh loại, xét cái cội gốc thường chuyển động u ẩn kia, lại móng tâm so đo chấp trước giữa mình và cái khác, thì người đó mắc vào bốn kiến chấp điên đảo, là những luận một phần vô thường, một phần thường. Một là người đó quán cái tâm diệu minh, lặng vậy cùng khắp thập phương thế giới, cho là cái thần ngã rốt ráo, do đó chấp có cái ta cùng khắp mười phương, đứng lặng sáng suốt không lay động. Còn tất cả chúng sinh thì ở trong tâm ta tự sinh, tự chết. Vậy tâm tính của ta thì gọi là thường, còn những bọn sinh diệt kia thì thật là vô thường. Hai là người đó không xét cái tâm, lại xét khắp hàng xa quốc độ trong mười phương, thấy có chỗ bị kiếp tai phá hoại, thì cho là có tính rốt ráo vô thường. Còn những chỗ không bị kiếp tai phá hoại, thì gọi là rốt ráo thường. Ba là người đó quan sát riêng cái tâm của mình, là tinh tế nhỏ nhiệm giống như vi trần, là tinh tế nhỏ nhiệm giống như vi trần, lưu chuyển trong mười phương, mà tính không dời đổi, lại có thể khiến cái thân này sinh rồi lại diệt, rồi chấp cái tính không mất đó, là tính thường của mình. Còn tất cả sự sống chết, từ tính ấy sinh ra, thì gọi là vô thường. Bốn là người đó biết tưởng ấm hết rồi, thấy được dòng hành ấm, chấp cái lưu chuyển thường xuyên của hành ấm là tính thường. Còn nhận sắc ấm, thụ ấm, tưởng ấm hiện đã diệt hết thì gọi là vô thường. Do những chấp trước so đo, một phần vô thường, một phần thường như thế mà xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ ba, lập những luận một phần thường. Lại các thiện nam tử, trong tam ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp khuấy phá, khi xét cùng cội gốc sinh loại, xét cội gốc thường chuyển động u ẩn kia, lại sinh tâm so đo chấp trước về phận vị, thì người đó xa vào bốn cái luận hữu biên. Một là người đó so đo cái cội gốc sinh diệt lưu chuyển không ngừng, rồi chấp quá khứ vị lai là hữu biên, và chấp cái tâm tương tục là vô biên. Hai là người đó xét trong tám muôn kiếp thì thấy chúng sinh, còn trước tám muôn kiếp thì bạc không nghe thấy gì, rồi gọi chỗ không nghe thấy là vô biên, còn chỗ có chúng sinh là hữu biên. Ba là người đó chấp rằng mình biết cùng khắp là được tính vô biên, còn tất cả các người kia hiện ra trong cái biết của mình mà mình không hề biết họ nhận được tính biết, thì những người kia không được cái tâm vô biên và chỉ có tính hữu biên. Bốn là người đó khi xét cùng diệt trừ hành ấm, dùng tri kiến của mình mà so đo chắc tất cả chúng sinh trong mỗi cái thân đều là phần nửa sinh, phần nửa diệt, và chắc tất cả sự vật có ra trong thế giới đều một nửa là hữu biên, một nửa là vô biên. Do những so đo chấp trước hữu biên vô biên như thế, xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề,
ấy gọi là ngoại đạo thứ từ, lập những luận hữu biên. Lại các thiện nam tử trong Tam Ma Đề, chỉnh tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp khuấy phá. Trong lúc xét cùng cội gốc sinh loại, xét cái cội gốc thường chuyển động u uẩn kia, sinh lòng so đo chấp trước về tri kiến, thì người đó mắc vào bốn thứ luận hư vọng, điên đảo biến kế, càng loạn bất tử. Một là người đó quan sát cội gốc biến hóa, thấy chỗ dời đổi thì gọi là biến, thấy chỗ tương tục thì gọi là thường, thấy chỗ thấy được thì gọi là sinh, chỗ không thấy được thì gọi là diệt, chỗ các nhân tương tục không có đứt đoạn thì gọi là thêm, chỉnh trong tương tục chỗ rời nhau ở giữa thì gọi là giảm, chỗ mỗi mỗi cái sinh ra thì gọi là có, chỗ tương đối không có thì gọi là không. Dùng lý quan sát tất cả và dụng tâm thành những kiến chấp riêng biệt. Có người đến cầu pháp hỏi nghĩa thì đáp rằng: ta nay cũng sinh cũng diệt, cũng có cũng không, cũng thêm cũng bớt, trong tất cả thời đều nói lộn xộn, khiến cho người nghe không thể hiểu được. Hai là người đó chỉnh xét cái tâm về chỗ tương đối là không, nhân cái không mà được chứng. Có người đến hỏi, chỉ đáp một chữ, chỉ nói là không, ngoài chữ không ra, không nói gì cả. Ba là người đó chính xác cái tâm, về chỗ mỗi mỗi đều có, nhân cái đó mà được chứng. Có người đến hỏi, chỉ đáp một chữ, chỉ nói là phải, trừ chữ phải ra, không nói gì cả. Bốn là người đó chắc cả có, cả không, do cái cảnh rời rạc mà tâm cũng rối loạn. Có người đến hỏi thì đáp rằng cũng có, tức là cũng không, trong cái cũng không, không phải là cũng có, tất cả đều càng loạn, không thể nói hết được. Do những so đo chấp trước càng loạn rỗng trống như thế mà sa lạc vào ngoài đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoài đạo thứ năm, lập bốn thứ luận hư vọng, điên đạo biến kế, càng loạn bất tử. Lại các thiện nam tử trong Tam Ma Đề, chỉnh tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp khuấy phá. Trong lúc xét cùng cội gốc sinh loại, xét cái cội gốc thường chuyển động u uẩn kia, sinh tâm so đo chấp trước nơi dòng sinh diệt vô tận, thì người ấy sa vào tư tưởng điên đảo, chấp sau khi chết có tưởng, hoặc khi tự củng cố cái thân mình, bảo sắc là ta, hoặc khi thấy cái ta bao trùm khắp các cõi nước, rồi bảo rằng ta có sắc, hoặc thấy các tiền trần kia, theo ta mà xoay trở về, rồi bảo rằng sắc thuộc về ta, hoặc thấy cái ta nương theo lưu chuyển mà tương tục, rồi bảo rằng ta ở nơi sắc. Những người đó đều so đo chấp rằng sau khi chết có tưởng, xoay vòng như thế có đến 16 tưởng. Từ đó, hoặc còn chấp rằng rốt ráo phiền não và rốt ráo bồ đề. Hai tính ấy đi song song với nhau, không đụng chạm gì nhau. Do những so đo, chấp sau khi chết có tưởng như vậy, xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ 6, lập những luận điên đảo, nhận trong ngũ ấm, sau khi chết có tưởng. Lại các thiện nam tử trong Tam Ma Đề, chỉnh tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp khuấy phá. Khi xét cùng cội gốc sinh loại, xét các cội gốc thường lay động u ẩn kia, lại sinh tâm so đo chấp trước nơi ba ấm sắc thụ tưởng đã trừ diệt rồi, thì người đó sa vào những tư tưởng điên đảo, chấp sau khi chết không có tưởng. Người đó thấy sắc ấm diệt, thân hình không nhân vào đâu, xét tưởng ấm diệt, tâm không ràng buộc vào đâu, biết thụ ấm diệt, không còn dính dáng vào đâu. Tỉnh các ấm đó đã tiêu tan, dầu có sinh lý mà không thụ, không tưởng, thì cũng đồng như cỏ cây, rồi nghĩ rằng hình chất này hiện tiền còn không thể nắm được, làm sao sau khi chết lại còn có các tưởng. Nhân đó xét nhận sau khi chết
không có tướng, xoay vần như thế, có đến 8 cái luận vô tướng. Từ đó hoặc chấp niết bàn, nhân quả, tất cả đều không, luôn có danh tự, nhưng rút ráo đều đoạn diệt. Do những sò đò chấp sau khi chết không có tướng như vậy, xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ bảy, lập những luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm, sau khi chết không có tướng. Lại các thiện nam tử, trong tam ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp khuấy phá. Khi xét cùng cội gốc sinh loại, xét cái cội gốc thường chuyển động u ẩn kia, nơi hành ấm còn và thụ, tưởng đã diệt, chắc cả cái có và cái không, tự thể phá nhau, thì người đó mắc vào những luận điên đảo, chấp sau khi chết, không phải có, không phải không. Người đó thấy những ấm sắc, thụ, tưởng, có mà không phải có, xét hành ấm chuyển biến, không mà không phải không, xoay vần như thế cùng tổ các ấm, thành tám cái tưởng, không phải có, không phải không. Tùy gặp duyên gì, đều nói sau khi chết có tưởng, không tưởng. Lại xét tính hành ấm sinh diệt, thay đổi liên tục, phát tâm thông suốt, chắc tất cả đều không phải có, không phải không, lộn lẹo hư thật. Do những sò đò chấp sau khi chết không phải có, không phải không như thế, mà đường sâu mờ mịt, không còn lối đi, xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ tám, lập những luận điên đảo, chấp trong ngũ ẩm, sau khi chết không phải có, không phải không. Lại các thiện nam tử, trong tam ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp khuấy phá. Trong lúc xét cùng cội gốc sinh loài, xét cái cội gốc thường chuyển động u ẩn kia, sinh tâm so đo, chấp sau này là không, thì người đó mắc vào 7 cái luận đoạn diệt. Hoặc chấp hết thân này là diệt, hoặc chấp hết ngũ dục là diệt, hoặc chấp hết khổ là diệt, hoặc chấp tổ vui là diệt, hoặc chấp xả hết là diệt. Xoay vần như thế, cùng tột đến 7 cách chấp hiện tiền là tiêu diệt, diệt rồi không trở lại nữa. Do những so đo, chấp sau khi chết là đoạn diệt như thế, xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ 9, lập những luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm, sau khi chết là đoạn diệt. Lại các thiện nam tử, trong tam ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp khuấy phá. Trong lúc xét cùng cội gốc sinh loài, xét cái cội gốc thường chuyển động u ẩn kia, sinh tâm so đo, chấp sau này là có, thì người đó mắc vào năm luận niết bàn. Hoặc nhận những định dục giới là chuyển y chân chính, do xem thấy sáng suốt cùng khắp mà sinh lòng yêu mến vậy. Hoặc nhận sơ thiền là chuyển y chân chính, vì không còn ưu thụ vậy. Hoặc nhận nhị thiền, vì không khổ thụ vậy. Hoặc nhận tam thiền, vì rất vui đẹp vậy. Hoặc nhận tứ thiền, khổ vui đã hết, chắc không còn chịu sinh diệt trong luân hồi vậy. Người đó làm những cõi trời hữu lậu là quả vô vi, làm sự an ổn năm chỗ ấy là quả báo thù thắng thanh tịnh của các bậc thánh hiền. Xoay vòng như thế, rốt ráo có năm chỗ. Do những so đo chấp trước năm thứ niết bàn hiện có như thế, xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ 10, lập những luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm, có năm thứ niết bàn hiện có. A nan, 10 thứ nhận hiểu điên rồ trong thiền na như thế, đều do hành ấm và tâm công dụng giao xen, nên hiện ra những nhận thức đó. Chúng sinh ngu mê, không tự lượng xét, gặp cái đó hiện ra, lại nhận mê làm ngộ, tự bảo là chứng bậc thánh, thành tội đại vọng ngữ, và sẽ đọa vào ngục vô gián. Bọn ông quyết phải đem lời này của Như Lai
sau khi tôi diệt độ rồi, truyền lại trong đời mạt pháp, khiến cho tất cả chúng sinh hiểu rõ nghĩa này, không để cho tâm ma tự gây nên những tội lỗi sâu nặng, giữ gìn che chở cho chúng sinh, tiêu diệt các tà kiến, dạy cho giác ngộ đạo nghĩa chân thật, không mắc vào các đường trễ nơi đạo vô thượng, chớ để chúng sinh được một ít đã cho là đủ và nêu ra lời chỉ dạy thanh tịnh của vị đại giác. Chi năm, những ma sự thuộc thức ấm. A nan, thiện nam tử kia tu phép tam ma đề, khi hành ấm hết rồi thì cải thiên chốt lay động u ẩn chung, sinh ra các loài thế gian bỗng được xóa bỏ, diền mối vi tế, quan hệ sâu xa, gây nghiệp chịu báo của ngã thể chúng sinh, cảm ứng đều bạc dứt. Người đó hầu được đại giác ngộ nơi bản tính niết bàn, như khi gà gáy tan, xem qua phương đông đã có ánh sáng. Sáu căn rỗng lặng, không còn rong ruổi nữa, trong và ngoài đều lặng sáng, vào được tính vô sở nhập, thấu suốt nguyên do thụ sinh của 12 loài mười phương, xét rõ nguyên nhân do chấp trước gây nên, các loài không thể hấp dẫn được nơi thập phương thế giới, để nhận được tính đồng, tính tinh vi ấy còn tồn tại, phát hiện ra một cách bí ẩn, ấy thì gọi là phạm vi của thức ấm. Nếu trong tính đồng đã chứng được của các loài, hôn tạp tiêu hóa sáu căn, làm cho khi hợp, khi chi được tự tại, cái thấy, cái nghe thông nhau, tác dụng thanh tịnh thay thế lẫn nhau, thì thập phương thế giới với lại thân tâm đều như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, thế gọi là hết thức ấm. Người đó mới vừa khỏi mạng trược, xét lại nguyên do, cội gốc là vọng tưởng điên đảo, huyễn hóa rỗng không. A nan nên biết thiện nam tự đó đã xét cùng tính không của các hành, trở về bản tính của thức, đã diệt được sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Người đó có thể khiến nơi thân mình các căn khác nhau khi hợp, khi chia, và thông suốt với sự hay biết các loài thập phương. Cái hay biết đó thông suốt vẳng lặng, có thể vào tính bản viên. Nếu nơi chỗ quay về lại lập ra cái nhân chân thường và quyết định như thế là đúng, thì người đó xa vào cái chấp nhân sở nhân, trở thành bạn bè với bọn Sa Tỳ Ca La, chấp có minh đế, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ nhất, lập cái tâm sở đắc, thành cái quả sở quy, trải xa tính viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống ngoại đạo. A nan, lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không của các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu nơi tính đã nhập được, lại ôm làm tự thể của mình, cho rằng tất cả chúng sinh trong 12 loài cùng tột hư không đều từ trong thân mình phát sinh ra và quyết định như thế là đúng, thì người đó xa vào cái chấp năng phi năng, thành bạn bè với bọn ma hê thủ la, hiện ra thân vô biên, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ hai, lập cái tâm năng vi, thành cái quả năng sự, trải xa tỉnh biên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống đại mạng thiên, chấp cái ta cùng khắp viên mãn. Lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu trong lúc quay về, thấy có chỗ sở quy, lại tự nghĩ thân tâm mình từ chỗ kia sinh ra, và cả thập phương hư không cũng đều do chỗ kia sinh ra, rồi tức nơi cái chỗ sinh ra tất cả đó nhận là cái thể chân thường không sinh diệt, như thế là ở trong sinh diệt sớm chấp là thường trụ, chẳng những lầm tính bất sinh mà cũng mê tính sinh diệt, an trụ trong mê lầm trầm trọng mà quyết định là đúng, thì người ấy xa vào cái chấp thường phi thường.
thành bè bạn của những kẻ chắc có tự tại thiền, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ ba. Lập cái tâm nhân y, thành cái quả vọng kế, trái xa tính viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống đạo viên. Lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không của các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu nơi chỗ hay biết, nhân sự hay biết cùng khắp, mà lập ra cái nhận thức rằng cỏ cây thập phương đều gọi là hữu tình, cùng người không khác, rằng cỏ cây làm người, người chết rồi trở lại thành cỏ cây thập phương, nơi cái hay biết cùng khắp, không có lựa chọn và quyết định như thế là đúng, thì người ấy xa vào cái chấp tri vô tri, thành bạn bè của bọn bà tra, tiễn ni, chắc tất cả đều có hay biết, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ tư, chấp cái tâm viên tri, thành cái quả sai lầm, trải xa tính viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống đạo tri. Lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không của các hành, để diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu trong lúc đã được tùy thuận tính viên dung của các căn dùng thay lẫn nhau, lại nơi tính viên dung biển hóa phát sinh, cầu cái ánh sáng của hỏa đại, ưa cái thanh tịnh của thủy đại, yêu cái chu lưu của phong đại, xét cái thành tựu của địa đại, rồi sùng phụng mỗi mỗi cái, nhận những tứ đại kia là bản nhân và nhập nó làm tính thường trụ, thì người đó xa vào cái chấp sinh vô sinh, thành bè bạn của bọn Ca Diếp Bà và bọn Bà La Môn, đem hết thân tâm thờ lửa, thờ nước để cầu ra khỏi sống chết, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ năm, chấp trước phụng thờ, mê tâm theo vật, lập cá nhân hư vọng, để mong cầu cái quả giả dối, trải xa tính viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống điên hóa. Lại thiện nam tử kia, xét cùng tính hư không của các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu nơi cảnh viên minh, chấp cái rỗng trống trong viên minh, bác bỏ tiêu diệt, các sự vật biến hóa, lấy cái tính diệt hẳn, làm chỗ quy y của mình, và quyết định như thế là đúng, thì người đó xa vào cái chấp quy vô quy, thành bạn bè của bọn chấp không trong vô tưởng thiền, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ sáu, viên thành cái tâm hư vô, lập ra cái quả không vong, trải xa tính viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống đoạn diệt. Lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không của các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu nơi tính viên thường, củng cố cái thân cho thường trụ như tính ấy, mãi không suy mất, và quyết định như thế là đúng, thì người ấy xa vào cái chấp tham phi tham, thành bè bạn của bọn A Tư Đà, cầu được trường sinh, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ bảy, chấp trước cái mạng căn, lập cái nhân củng cố vọng thân, đi đến cái quả kéo dài sự nhọc nhằn, trải xa tỉnh biên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống vọng điên. Lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không của các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt, xét chỗ các mạng thông lẫn với nhau, lại muốn giữ lại trần lao, sợ nó tiêu hết. Khi ấy bèn ngồi cung hoa sen, hóa ra rất nhiều bảy thứ trần bảo và những gái đẹp, buông lung tâm mình và quyết định như thế là đúng, thì người ấy xa vào cái chấp chân vô chân, thành bè bạn của bọn cha chỉ ca la, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ tám, lập cái nhân tà tư, thành cái quả xí trần, trải xa tính viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống thiên ma. Lại thiện nam tử kia,
xét cùng tính không của các hành đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tình diệu của tịch diệt, nơi thức thể viên mình, cội gốc của sinh mạng, phân biệt chỗ tình, chỗ thô, quyết đoán chỗ chân, chỗ ngụy, nơi nhân quả đền đáp, chỉ cầu cảm ứng. Trái với đạo thanh tịnh, nghĩa là chỉ thấy khổ đế, đoạn tập đế, chứng diệt đế, tu đạo đế, ở nơi diệt đế đã yên rồi, lại không cầu tiến thêm nữa, và quyết định như thế là đúng, thì người ấy xa vào hàng định tính thanh văn, thành bè bạn của hàng vô văn tăng, bị tăng thượng mạng, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ chính, viên mãn tâm tinh ứng, thành cái quả thú tịch, trái xa tính viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống triền không. Lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không của các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu ở nơi tính giác minh, thanh tịnh viên dung, phát minh tính thâm diệu, liền nhận là niết bàn mà không tiến lên, và quyết định như thế là đúng, thì người ấy xa vào hàng định tính bích trì, thành bè bạn của các vị duyên giác, độc giác, không biết hồi tâm hướng về đại thừa, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ 10, viên thành giác tâm vẳng lặng, lập ra cái quả trạm minh, trái xa tính viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống giác ngộ viên minh, nhưng không hóa được tính viên. A nan, mười thứ thiền na như thế, giữa đường hóa điên, nhân nương theo sự mê lầm, trong chỗ chưa đủ, lại nhận là đã chứng đầy đủ, đều do thức ấm và tâm công dụng giao xen, nên sinh những vị như thế. Chúng sinh mê mờ, không biết tự xét, gặp cái đó hiện tiền, mỗi mỗi đều dùng cái tâm mê lầm, còn ưu thích những tập quán cũ mà tự dừng nghĩ, do đó là chỗ quay về rốt ráo. Tự bảo là đã đầy đủ đạo vô thượng bồ đề, thành tội đại vọng ngữ. Bọn ngoại đạo tà ma, khi nghiệp báo chiêu cảm hết rồi, thì xa vào ngục vô gián. Hàng thanh văn duyên giác thì không tiến thêm được nữa. Bọn ông để tâm giữ đạo Như Lai, sau khi tôi diệt độ rồi, đem pháp môn này truyền bày trong đời mạt pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều rõ biết nghĩa này, không để cho những ma tà kiến tự gây ra nạn lớn cho mình. Giữ gìn thương cứu, tiêu dứt các tà duyên, khiến cho thân tâm vào được tri kiến của Phật, từ lúc ban đầu đến khi thành tựu, không mắc các đường trễ. Pháp môn như thế, các đức Như Lai như số vi trần, trong hằng hà sa kiếp quá khứ, đều vận dụng nó mà khai ngộ đạo vô thượng. Khi thức ấm hết rồi, thì hiện tiền các căn của ông đều được dùng thay lẫn nhau. Từ chỗ các căn dùng thay lẫn nhau, ông sẽ lên bậc kim cương càn tuệ Bồ Tát. Cái tâm tình diệu viên minh phát hóa trong ấy, như mặt trăng báu ở trong ngọc lưu ly trong sạch, rồi cứ thế vượt lên các vị thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, tử gia hạnh tâm và thập địa kim cương Bồ Tát, tỉnh đẳng giác được viên minh vào bể diệu trang nghiêm của Như Lai, viên mãn đạo Bồ Đề, về chỗ vô sở đắc. Chi 6. Kết luận về tu tâm trừ tà, tuân theo lời Phật dạy. Đó là những ma sự vi tế mà các Đức Phật Thế Tôn đời quá khứ trước đã giác ngộ, nghiệm xét và phân tích trong lúc tu chỉ và tu quán. Nếu khi cảnh ma hiện tiền, ông nhận biết được, thì rửa trừ được cấu nhiễm, không mắc các tà kiến, ẩm ma đều tiêu diệt, thiên ma bị đánh tan, đại lực quỷ thần hoảng hốt chạy trốn, lị mị vọng lượng không sinh ra được, thì đi thẳng đến Bồ Đề, không có các điều thiếu sót, những căn hạ lì cũng được tăng tiến. Đối với đại niết bàn tâm không mê lầm, nếu các chúng sinh ngu độn trong đời mạt pháp chưa hiểu thiền na, không biết Phật pháp mà ưa tu tam muội, ông e họ mắc vào tà kiến, thì nên một tâm khuyên bảo họ
thụ trì chú Phật Đỉnh Đà La Ni của tôi. Nếu chưa tụng được thì viết nơi thiền đường hoặc đeo trong thân. Như thế, tất cả các ma không thể động đến được. Ông nên kính vâng lời dạy bảo cuối cùng về đường tu tiến rút ráo của Thập Phương Như Lai. Mục 9. Chỉ rõ thứ lớp tiêu diệt các ấm và giới hạn phạm vi các ấm. Đoạn 1. Thỉnh hỏi cầu khai thị. Ông A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nghe Phật dạy bảo, đỉnh lễ kính vâng, ghi nhớ không sót. Ở trong đại chúng lại bạch Phật rằng: Như lời Phật dạy, trong tướng ngũ ấm có năm thứ hư vọng làm cái tưởng cội gốc. Chúng tôi bình thường chưa được nhờ Đức Như Lai khai thị tỉ mỉ như thế. Lại năm ấm ấy là tiêu trừ một lần hay theo thứ lớp mà hết? Năm lớp như thế đến đâu làm giới hạn? Xin nguyện Đức Như Lai phát lòng đại từ, làm cho tâm và con mắt đại chúng này được trong sáng, để làm đạo nhãn tương lai cho tất cả chúng sinh trong đời mạt pháp. Đoạn 2. Đức Như Lai đáp thẳng. Phật bảo ông A Nan: Tính tinh chân là diệu minh, tính bản giác là viên tịnh, không còn để lại những sự sống chết và các trần cấu, cho đến cả cái hư không cũng đều nhân vọng tưởng mà sinh khởi ra. Tất cả cái ấy gốc nơi bản giác diệu minh chân tĩnh, vọng phát sinh ra các khí thế gian. Như anh diễn nhã đa mê cái đầu, mê nhận cái bóng, vọng vốn không có nhân, ở trong vọng tưởng lập ra tính nhân duyên. Khi mê tính nhân duyên thì gọi là tự nhiên. Kẻ tính hư không kia còn thật là huyễn hóa sinh ra về nhân duyên. Tự nhiên đều là những sự so đo của vọng tâm chúng sinh. A Nan, biết do vọng sinh khởi ra mà nói nhân duyên vọng. Nếu cái vọng vốn không thì nhân duyên vọng đó cũng không có gì. Huống nữa, không biết mà cho là tự nhiên. Vậy nên Như Lai phát minh cho các ông rằng bản nhân của ngũ ấm đồng là vọng tưởng. Thân thể của ông trước kia nhân cái tưởng của cha mẹ mà sinh. Tâm của ông nếu không phải là tưởng thì không thể đến ghé cái mạng vào trong tưởng. Như trước tôi đã nói, tâm tưởng bị chua, trong miệng nước bọt sinh ra, tâm tưởng lên cao, trong lòng bàn chân nghe ghê rợn, dốc cao không có, vật chua chưa đến. Cái thân thể của ông nếu không phải cùng loài hư vọng thì làm sao nhân nghe nói chua, trong miệng nước bọt là chảy ra. Vậy ông nên biết, sắc thân hiện tiền của ông gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhất. Tức nơi tâm tưởng tượng việc lên cao, vừa nói trước kia nó có thể khiến thân ông thật chịu ghê rợn. Nhân các thụ sinh ra có thể xúc động đến sắc thân. Vậy hiện nay hai thứ thụ thuận ích và vi tổn đang rong ruổi nơi ông thì gọi là vọng tưởng hư minh thứ hai. Do những ý nghĩ sai khiến sắc thân của ông, nếu sắc thân không phải cùng loài thì làm sao thân ông lại theo ý nghĩ sai khiến nhận các thứ hình tượng, sinh tâm chấp nhận các hình phù hợp với ý nghĩ. Lúc thức là tưởng tâm, lúc ngủ làm chim bao. Vậy những vọng tính lay động tưởng nghĩ của ông gọi là vọng tưởng dung thông thứ ba. Sự chuyển hóa không dừng, xoay vần thầm thầm dời đổi, móng tay dài, tóc sinh ra, khí lực tiêu, da mặt nhăn, ngày đêm thay đổi mà không hề hay biết. A Nan, nếu cái đó không phải là ông thì làm sao thân ông lại dời đổi? Nhưng nếu nó thật là ông thì sao ông lại không hay biết? Vậy các hành niệm niệm không dừng của ông gọi là vọng tưởng u ẩn thứ tư. Lại chỗ tinh minh đứng lặng, không lay động của ông gọi là thường còn, thì nơi thân ông không ra ngoài những sự thấy, nghe, hay, biết. Nếu nó thật là tính tinh chân thì không thể huân tập được điều vọng. Vì thế nhân gì bọn ông trong mấy năm trước đã từng xem một vật lạ, trải qua nhiều năm không hề nghĩ đến, về sau bỗng nhiên thấy vật lạ đó thì nhớ lại rõ ràng, không có thiếu sót. Vậy trong tính tinh minh đứng lặng, không lay động ấy, từng niệm chịu huân tập
không thể tính toán hết được. A Nan nên biết cái đứng lặng đó không phải thật, như nước chảy gấp, trông như đứng lặng, vì chảy gấp mà không thấy, chứ không phải không chảy. Nếu cội gốc cái đó không phải vọng tưởng, thì đâu lại chịu để hư vọng huân tập. Nếu sáu căn của ông chưa được tự tại tri hợp, dùng thay lẫn nhau, thì cái vọng tưởng đó không lúc nào diệt được. Vậy nên hiện nay, cái tập khí quán xuyến tập trung những điều thấy, nghe, hay, biết của ông là cái vọng tưởng điên đảo vi tế, huyễn hóa, rỗng rỗng thứ năm trong tính trạng liễu của ông. A Nan, năm cái ấm đó do năm vọng tưởng tạo thành. Nay ông muốn biết giới hạn sâu cạn, thì chỉ sắc và không là biên giới của sắc ấm, chỉ xúc và ly là biên giới của thụ ấm, chỉ nhớ và quên là biên giới của tưởng ấm, chỉ diệt và sinh là biên giới của hành ấm. Đứng lặng vào hợp với đứng lặng là biên giới của thức ấm. Năm ấm ấy vốn trùng điệp sinh khởi, sinh nhân thức ấm mà có, diệt từ sắc ấm mà trừ, lý thì ngộ liền, nhân cái ngộ đều tiêu. Sự không phải trừ liền, theo thứ lớp mà diệt hết. Tôi đã chỉ cho ông về cái nút khăn kiếp ba la, có chỗ nào không rõ mà ông phải hỏi lại. Tâm ông cần phải thông suốt về cội gốc vọng tưởng đó, rồi đem truyền bày cho những người tu hành trong đời mạt pháp sau này, khiến cho họ biết hư vọng, tự sinh nhàm chán và biết có niết bàn, không luyến tiếc ba cõi. Phần thứ ba, phần lưu thông, chương 1, lưu thông của kinh này. Mục 1, được phúc hơn cả. A Nan, ví như có người đem các thứ thất bảo đầy nhảy hư không cùng khắp mười phương dâng lên chư Phật như số vi trần, vân thờ cúng dường, tâm không lúc nào sao lãng. Ý ông nghĩ thế nào? Người đó do nhân duyên cúng dường Phật như thế, được phúc có nhiều chăng? Ông A Nan đáp rằng, hư không không hết, trân bảo không cùng. Ngày xưa có chúng sinh cúng Phật 7 đồng tiền, đến khi xả thân còn được vị chuyển luân vương. Huống nữa hiện tiền hư không đã cùng hết, cõi Phật đã đầy khắp và đều cúng đồ trân bảo, thì dầu suy nghĩ cùng tột các kiếp cũng không thể thấu được phúc ấy làm sao còn có bờ bến. Mục 2, tiêu tội hơn cả. Phật bảo ông A Nan, chư Phật Như Lai lời nói không hư vọng. Ví như có người gây đủ các tội tứ trọng, thập ba la di, dây lát phải trải qua địa ngục A Tỳ, phương này phương khác, cho đến cùng tột các địa ngục vô gián thập phương, không nơi nào không phải trải qua. Nếu người đó dùng một niệm đem pháp môn này khai thị cho người chưa học trong đời mạt pháp, thì tội chướng người đó liền được tiêu diệt, biển cả nhân phải chịu khổ địa ngục thành cá nhân sinh về an lạc quốc, được phúc vượt hơn người thí cúng trước kia trăm lần, ngàn lần, ngàn vạn ức lần. Như thế cho đến toán số thí dụ không thể nói hết được. Mục 3, trừ ma hơn cả. A Nan, nếu có chúng sinh biết tụng kinh này, biết trì chú này, như tôi nói rộng ra, thì cùng tột các kiếp cũng không hết. Nếu nương theo lời dạy của tôi, y như lời dạy mà tu hành, thì thẳng đến đạo Bồ Đề, không còn có các ma sự. Chương 2, lưu thông chung. Phật nói kinh này rồi, các vị tỷ khưu, tỷ khưu ni, u bà tát, u bà di, tất cả loài trời, loài người, loài A-tu-la thế gian, các vị Bồ Tát, nhị thừa, thánh tiên, đồng tử cõi khác và các đại lực quỷ thần mới phát tâm đều rất vui mừng, làm lễ mà lui ra. Hết quyển 10.